Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài tiếp theo. Thì hôm trước mình đã học xong phần list web element. Thì theo lộ trình hôm nay các bạn sẽ học qua phần locator. Thì locator này mình sẽ chia thành hai bài. Một bài là locator của web driver, một bài là locator của projector. Thì bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái thư mục cho thằng này là mình đặt tên là 06. Locator nha. Đó. Và bài tập ở đây mình sẽ đặt tên nó là mình chỉ làm trên một cái file thôi nhá. Cả hai bài mình đều làm trên một cái file thôi. Là mình đặt tên là locator.e2e -spec.ts. Đó. Đó. Thì cái template này mình sẽ copy qua nhá. Thì chỗ này mình đặt tên là test source 1. Bài này là locator. Đó. Source 01. Đó. Hoặc là chỉ có một source thôi. Locator thôi. Đó. Rồi. Thì đây là cái tài liệu này. Toàn bộ tài liệu về phần locator trong projector. Thì các bạn thấy á, là locator thì thông thường theo thằng Selenium Web Driver thì nó hỗ trợ 8 loại locator. 8 loại được không? Như những ngôn ngữ lập trình khác như là ngôn ngữ mà nó binding qua như là Java này, rồi C# này, Python này, Ruby này. Thì nó sẽ có những loại như là ID, class, name, CSS, XPath, tag name, link tag, partial link tag, thì nó là 8 loại. Đó. Thì đây là những gọi loại là thường gọi là gì? Selenium Web Driver by locator thì nó thông qua thằng by đúng không? By ID, by class, by name gì đó thì đây. Đó. Nhưng mà thằng projector nó sẽ cung cấp thêm một số loại nữa để thao tác với lại những cái app mà nó là Angular app, Angular.js hoặc là Angular 2 trở lên. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ thấy này, projector by nó sẽ cung cấp thêm một cái loại này. Đó. Như là gì? Như là binding, model, button text, partial button text, repeater. Đó. Có thêm một số loại như là exec, exec repeater hoặc là exec binding. Đó. CSS containing text này, option hoặc là deep CSS những cái này. Thì hôm nay mình sẽ học về web driver by trước đã. Còn thằng projector by này thì các bạn sẽ học tiếp trong bài hôm sau. Đó, bài tiếp theo được không? Đó. Thì ở đây nó có phần web driver by thì các bạn sẽ có một cái file mà hồi trước nếu như bạn nào mà có học ở những chương trình trước mà mình đã dạy thì có một cái file là file đây file locator trong Selenium. Đó, thì file này mình có nói về những cái locator của Selenium từ A đến Z luôn. Đó, ví dụ như là các bạn dùng với ID, class, name, CSS, XPath như thế nào. Thì xoáy sâu nhất thì mình chủ yếu là mình sẽ xoáy vào phần XPath và CSS và đặc biệt là phần XPath. Đó, mặc dù XPath là chạy chậm nhất nhưng nó hỗ trợ rất là nhiều kỹ thuật để có thể là cover được tất cả các cái trường hợp mà phức tạp mà những cái locator khác nó không không làm được. Đó. Về performance thì các bạn sẽ thấy là ID, class, name là thuộc đứng top đầu tiên là chạy nhanh nhất. Sau đó là đến CSS và cuối cùng mới là XPath nên là XPath chạy chậm nhất. Đó. Nhưng mà những cái app mà nó không có ID, class, name là unique hoặc là nó không định nghĩa luôn thì làm sao mà tương tác đúng không? Đó, nó sẽ cung cấp những cái attribute khác thì lát nữa các bạn mình demo các bạn sẽ thấy. Đó, hoặc là những có những cái element mà mình không thể bắt, không thể locate nó bằng CSS chẳng hạn. Đó, thì bắt buộc mình cũng phải dùng XPath. Đó, và CSS thì nó không work với lại text, tức là những cái dữ liệu mà nó là chuỗi. Đó, mình không thể contain text được bằng CSS được. Đúng không? Mà trong khi là khi mà mình làm automation test này thì các bạn thao tác với lại text rất là nhiều, cực kỳ nhiều. Ví dụ như là những cái như là text như là gì? Link text này hoặc là những cái message này. Đó, hoặc là error message này đúng không? Đó, những cái label này cực kỳ nhiều, những cái heading đó. Thì ở đây các bạn có thể thông qua cái file này để các bạn tham khảo nhé. Cái file này mình viết rất là kỹ.
rất là kỹ những cái kỹ thuật của Xpath và CZ. Mình sẽ nhắc lại cho các bạn này. Đây. Đây, nếu bạn nào mà không chưa biết thì các bạn có thể xem qua nhé. Type của Xpath rồi cái format như thế nào, kỹ thuật như thế nào. Đó. Kỹ thuật. Đây, rồi balance node, rồi content, rồi text, rồi attribute, start with, text và string. Rồi and or. Đó. And và or. Rồi gì? Đây này. Rồi đây, cái kỹ thuật mà nâng cao nhất của thằng Xpath là Xpath Access này. Xpath này thì thằng này nó hỗ trợ rất là nhiều cái những cái keyword nhá. Này có thể gọi keyword cũng được hoặc annotation cũng được. Theo những cách nhưng mà mình gọi của một cái testing framework chẳng hạn. Được không? Thì đây nó hỗ trợ những cái từ khóa như là hay dùng nhất là thằng parent hoặc là preceding sibling hoặc là following sibling. Ở đây. Đó, thì đây nó sẽ locate được rất là nhiều cái trường hợp mà nó dynamic khi dùng Xpath Access này. Tức là nó dựa vào những cái mối quan hệ anh em nó như là một trong cái cây gia phả dòng họ chẳng hạn. Đó. Đây mình có lấy ví dụ đây này. Như cái trang này. Đó, hoặc là thằng này. Đó, như trường hợp này đi thì các bạn có thể thấy là mình chỉ cần bắt một cái element cho tất cả những cái product ở trên cái page này thì mặc dù nếu như mà nó có đổi vị trí nó vẫn có thể click được đúng cái element mà mình cần, đúng cái product mà mình cần theo cái Xpath này và không hề có bất kỳ một cái index, tức là cái chỉ số như là 1, 2, 3, 4 gì ở trong cái locator của mình hết. Đó, thì đây trường hợp này để xử lý cho dynamic và kết hợp với lại những cái nhưng mà mình dùng là string format nữa để xử lý triệt để cho cái dynamic này thì các bạn chỉ cần duy nhất một locator, duy nhất một hàm để có thể là thao tác tất cả các cái sản phẩm ở trên page này. Đó. Như trường hợp các bạn có thể lấy cái name, lấy cái giá tiền, click vào button add to cart, click vào button add with list hoặc là combine này. Đó. Đều được hết. Được không? Thì đó chính là tính năng dynamic. Đây. Đây, following sibling như trong trường hợp này. Đó. Hoặc là preceding. Đó. Thì following là từ thằng anh mà mình lấy xuống thằng em, còn preceding thì ngược lại từ thằng em mà mình lấy lên thằng anh. Đó. Và đây là những cái tip khi mà mình làm việc với lại Chrome và Firefox. Đó. Dùng với là Xpath, CSS, jQuery. Đây là cái độ ưu tiên. Đó. Thì ID, class name thì nó sẽ là cái chạy nhanh nhất thuộc top đầu tiên, CSS thuộc top thứ hai và Xpath là thuộc top thứ ba là chạy chậm nhất. Đó. Nhưng mà mình đánh giá không phải là về mặt performance mà mình đánh giá là những cái giá trị mà nó mang lại cho mình để mình lựa chọn được là thằng nào mà mình dùng. Được không? Đó, thì đây là những cái bài tập mà các bạn có thể dùng với lại Xpath và CSS này. Hai bài tập Xpath Dinner và CSS Dinner này. Đó, để cho các bạn thực hành nhé. Các bạn thực hành. Nhắc lại nhé. Trường hợp bạn nào mà chưa nắm rõ về những cái này thì các bạn có thể tham khảo thêm. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ nói về phần web driver py trước. Web driver py mình có thể định nghĩa thì nếu mà các bạn bắt được element bằng thằng web driver py này rất là dễ rồi, nhưng mà làm sao mà mình có thể sử dụng trong code mà mình viết code bằng constructor, đúng không? Và mình lấy ví dụ và mình chạy ra như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ làm hướng dẫn và mình ví dụ cho đối tượng là gì, các bạn đang học là chưa biết gì chứ không phải là cái đối tượng đang học là đã biết rồi nhé. Từ những người mà chưa biết hoặc là những người đã biết thì các bạn có thể ôn lại nhé. Đây. Thì như trường hợp mà mình dùng là class name thì ở đây mình có lấy ví dụ một số sai thì các bạn có thể tham khảo thêm. Như là cái sai đầu tiên này là dùng là cái trang calculator này. Đây, calculator thì đây các bạn có thể nhập vào một cái giá trị, sau đó là chọn một cái công thức operator này, tức là chọn là cộng trừ nhân chia gì đó, được không? Ví dụ như là 4 x 5 đi và click go. Đó, nó sẽ mất khoảng là chừng 3 giây để xử lý xong cái công thức tính toán này và cái dữ liệu này nó sẽ in ra như thế này, được không? Nó sẽ in ra đây. Đó, thì ở đây các bạn sẽ locate thử những cái element này nhá, như cái first text box này hoặc là second text box này. Đó, thì các bạn nhìn thấy ở đây thằng này nó là thẻ input và nó có class là input small như này.
Được không? Thì hai thằng này giống y chang nhau. À, thằng input đầu tiên và thằng input thứ hai không khác gì nhau. Thằng type bằng text cũng không khác gì. Nó chỉ khác duy nhất một cái là ng model. À, nó là ng model. À, các bạn có thể kiểm tra đây có phải là cái trang bằng Angular không này. Đây. Thằng này nó dùng AngularJS 1.3.0 nhé. AngularJS 1.3.0. Thì đây là một cái website build từ cái bà mà Julia MR này này này. Cái bà này đang hiện tại đang làm cho Google. Và đây là một người contributor của Angular và đang maintain cho cái dự án Projector này. Angular và Projector. À, mọi người có thể search thêm thông tin bà này. Thì hồi trước mà mình có research là mình cũng hay xem cái bà này ở trên các cái kênh đây này. Đây bà này nhá. Đây là trang GitHub này, đây là những cái dự cái mà meeting. À, meeting từ đâu? Từ Angular ng conference đó, thằng Angular này. À, này. Cái này cũng khá là lâu rồi nhá. Còn ở đây. Đó. Từ 2014 rồi, mọi người thấy không? Đó. Có những cái bài viết hoặc là những cái như là meeting các người khác phỏng vấn mà này. Đó. Thì các bạn có thể tham khảo nhé. Trên là kênh GitHub này. Đây, một số các repo đây công ty mà đang làm Angular và Google này, mọi người thấy không? Đó. Projector demo đây. Đây là cái code mà bà viết. Test này. File spec này. Nào, cộng trừ nhân chia gì đây. À, mọi người hình dung đúng không? À, xem nào. Cũng rất là đơn giản thôi, không có gì khó hết. À, này, xem nha. Rồi, xem có thằng nào không này. Projector này. Ng test. Web driver. Ng conference. Rồi, thì ở đây mọi người sẽ thấy này. Như thằng này nó dùng là thằng ng model. Phải không? Ng model gọi là những cái như là ng controller, ng app. Thì những cái mà nó support cho thằng gì? Cho thằng projector là nó hỗ trợ những cái thuộc tính hoặc là những cái locator như là gì? Model này, binding này, repeater này. Đó, như trong cái phần này. Như trong phần này được không? Đó. Ai padding rồi button text như, thì những cái thuộc tính mà nó hỗ trợ ở trên HTML là padding này, model này, repeater này, đó, và option này, đó, thì đây là những cái mà nó hỗ trợ. Đó. Thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn thấy là trường hợp mà mình bắt XPath bắt locator bằng class như thế nào. Đó. Như trong trường hợp này thì các bạn thấy gì? Thằng này có thể lấy theo model này, được không? Dùng model được. Này. À, thằng này là thẻ select này, nó có class, nó có option, à, thì cái này các bạn có thể dùng là ng option, à, là truyền cái thuộc truyền cái giá trị của option này vào, hoặc là ng model cũng được, à, hoặc là row thì chỗ này thì nó có id, nó có class thì các bạn có thể dùng class hoặc id, được không? Class hoặc id nhá, à, như trong trường hợp này thì các bạn có thể truyền class bằng button, à, mình ví dụ nhá. Đây, như class thì các bạn dùng như thế nào này? Class thì chỗ này các bạn có thể lấy theo là btn đúng không? Này là go button. Là constant là go button bằng element by.class. Đó, và các bạn chuyển giá trị vào như thế này. Là mình đã định nghĩa được cái cho thằng gì? Cho thằng go button này. Đưa xuống đây nhé. Browser chấm maximize chấm manage chấm window. Đây. Rồi cái này thì mình sẽ truyền từ cái app thằng này vào đúng không? À, và mình có thể kiểm tra thằng này là display hay không chẳng hạn. Expect
Go button. Hả? Chấm gì? Chấm e-display. Chấm gì? Chấm to be cũng được. To be true. Rồi, ở đây là mình sẽ cho thằng này là bằng thằng 06 này. Thì mình ghét cả thằng relative relative path này. Ở đây mình định nghĩa nó là 06 là locator đi. 05. Đây. Chạy thử nha. Chạy thử thì mình dùng là projector E3 projector trừ trừ source và locator. Này các bạn thấy không? Thì sao? Thì nó kiểm tra là nó là display thôi. Được không? Nghĩa là mình đã định nghĩa thằng này là một cái gì? Một cái element bằng class name. Được không? Rất là dễ thôi. Rất dễ. Đó. Tương tự như thằng khác, nhưng thằng này mình có thể định nghĩa nó là ID. À, có thể định nghĩa thằng này là XPath. Có thể định nghĩa là model như này. Thì đây trường hợp này là mình dùng class name được không? Ok nhá. Trường hợp thứ hai là dùng CSS. Thì CSS thì nó có nhiều những cái như là kỹ thuật để có thể locate được element. Thì ở đây mình có thể dùng CSS như nào? Ví dụ như trong trường hợp này, các bạn có thể lấy theo CSS của thằng này. Go button này đi. Đó, thì ID nó sẽ bắt đầu bằng thăng hoặc là class nó bắt đầu bằng chấm. Đó, bạn dùng chấm là gì? Chấm btn nó cũng locate được thằng này là một CSS được không? Đó. Hoặc là nếu mà mình dùng theo là thằng input này đi. Đây, bây giờ mình bắt thằng input này là bằng CSS nhé. Thì các bạn có thể định nghĩa thằng này là gì? CSS thằng này là gì? Thường là nó sẽ lấy theo class name. Đó, nhưng mà mình nên custom lại là giống như là gì? Input ng-model bằng first chẳng hạn. Đó, được không? Mình định nghĩa theo CSS nhá. CSS này là mình định nghĩa cái thằng này là first button theo CSS chẳng hạn. Element by.css. À, thì nếu như mà các bạn dùng như này này thì nó có thêm những cái gì? Những cái dấu nháy đơn. À, thì mình có thể dùng theo cái dấu nháy nháy mà nháy này à, dấu huyền á à, rồi bỏ này vào đây được không? Thì trường hợp mà mình dùng nháy đôi à, thì những cái như là gì, những cái như là thằng TSLint này nó lại không nó lại báo lỗi, không phải là báo lỗi mà nó báo error warning à, nó nên dùng là nháy đơn. Thì các bạn có thể dùng cái này để nó không có báo lỗi nhá. First button hoặc là gì? First input. Đây, thằng này là go button đi. Thì các bạn hoàn toàn có thể dùng là CSS. Go button là CSS. Thằng này là first text box. Được không? Hoàn toàn các bạn có thể kiểm tra nó hoặc là thao tác với nó. Nhưng mình dùng thằng này là first text box css.send key chẳng hạn. Mình xem là bằng 100 đi. Đó, rồi thằng gì? Thằng second đi. Second text box css này. Thì thằng này là second đúng không? Second. Đây. Rồi thằng second này là gì? Thằng này là bằng 50. Thì mặc định ở đây nó là có dấu cộng là khi mà mình mới mở bay ra chưa xử lý gì cái chỗ dấu thằng drop down list này nhá. Nó là dấu cộng thì mình cho là 100 đúng không? Cộng với lại 50. Sau đó click go. Thì chỗ này nó sẽ xử lý ra cái gì? Click go thì go button CSS này. Chấm click. Được chưa? Click xong thì mình sẽ xử lý chỗ này bằng bằng cái gì? Bằng 150. Thì ở đây nó là thẻ H2. Thẻ H2 thì mình thử lấy theo H2 nhé.
H2 thì nó chỉ có một thằng đúng không? H2 này. Đó, thì bây giờ mình dùng là H2 mà mình ghép tách ra để xem nó có bằng 150 hay không. Đúng không? Constant là result bằng element.by.css chẳng hạn. Là thẻ H2. Đó. Và mình lấy cái gì? Result.getText lấy giá trị thằng này ra. Thằng này là result value. Đó, và mình sẽ expect thôi nhá. Expect thằng result value này. Chấm to equal bằng mấy? 150. Được không? Bằng 150 nhá. Rồi bây giờ chạy thử nhá. Chạy thử này. À, được không? Các bạn nhìn thấy được không? À, là mình đang dùng theo CSS. Hiểu rồi không nhỉ? À, còn các kỹ thuật của CSS thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. À. Rồi, tiếp tục này. ID. À, ID thì đã càng dễ hơn nữa. À, ID càng dễ. À, thì ví dụ như cái bài này, mình dùng ID thì sao? Thằng này nó không có ID. Thì chỉ có thằng button này có ID thôi này. À, thì ví dụ như trong trường hợp này mình dùng là ID đi. Thằng go button. À, mình dùng ở đây là ID này. Thì các bạn sẽ đổi là gì? Go button dùng ID. À, thì ID của nó là go button đúng không? Thì mình cần truyền giá trị của thằng go button vào đây thôi. À, và chạy lại. Đây là CSS và ID. Mấy cái này thì hầu như bạn nào làm automation test đều phải đụng vào. Đặc biệt là phần locator đúng không? Đó. Rất dễ nhá. Rồi à, phần tiếp theo. À, như chỗ này các bạn thấy locate ra ID thì nó sẽ có thằng name, email và phone. Đó. Đây, contact name, contact email, contact telephone. Đó, như trường hợp này. À, khi mà các bạn add một cái gì? Add một cái contact. Đó, đây. Thì thằng này là ID bằng contact name này. Được không? Thì ID class name nó chạy rất là nhanh, nhanh nhất. Đó. Hơn những cái attribute khác. Đó. Đây là những cái attribute thôi, class name này, ID này. Đó. Name thì thằng này không định nghĩa name. Đây. Đây cũng là một cái attribute name nhé mọi người nhé. Đó, placeholder này. Rồi ng reflect ID này. Placeholder này, đó, type này. Đó, thì đằng này là Angular 2. Còn nếu như mà Angular JS thì chỗ này nó sẽ là ng model chứ không phải là ng reflect model. Đúng không? Đó, tương tự như đằng này nhá. Rồi, link text. Đó, thì link text thì các bạn có thể qua một cái trang này. Thì trang này sẽ có nhiều cái mà mình demo hơn. Thì ở đây trang này là trang của một của Viettel. Đây là một cái website thương mại điện tử của Viettel. Đó, mới mở ra gần đây thôi. Đó, chuyên đi bán cái gì đây? Đây. Trang này thì mọi người xem thằng này là viết bằng cái gì nhá. Đây, nó dùng là Angular JS 1.4.8. Thì hiện tại là Angular nó ở lên version là 6.7.8 rồi đó. Nhưng mà người ta vẫn không muốn dùng cái version mới nữa. Những cái version này nó có thể cung cấp đầy đủ những tính năng mà mình cần. Đó, nên là không cần thiết là phải upgrade lên version mới. Và version mới thì thường nó sẽ đi kèm với những cái gì? Những cái mà nó không ổn định. Đó, thì khi nào nó official nhưng mà nó phải trải qua một thời gian dài. Đó, một thời gian dài cho người dùng rồi cho cộng đồng người ta phản hồi về. Đó, và nó fix lỗi. Và người ta sẽ đánh giá được là cái version này nó có những cái gì hay ho hơn những cái version trước. Thì lúc đó người ta mới apply. Đó. Còn trừ khi các bạn mới là những người tiên phong, tiên phong dẫn đường, chấp nhận chịu lỗi thì mình nên dùng những version mới. Được không? Đó. Cái gì cũng có hai mặt hết. Đây, thì thằng này dùng version 1.4.8 này.
Đây, thì các bạn thấy như thằng này đi. Như này. Thì các bạn sẽ thấy là nó cũng dùng là gì? À, nó cũng dùng là ng model này nhá. Đó, cái model. Model rồi padding rồi option. Đó, như này. Repeater thì nó đặc trưng của thằng Angular JS. Đó, như này được không? Đây. Đó. Còn trong trường hợp mà mình dùng LinkText thì ở đây các bạn thấy này, nếu như mà LinkText thì mình sẽ dùng như thế này. Đó, nó chính là content, nó chính là cái text bằng cái thằng này. Nghĩa là nếu mà dùng LinkText thì nó phải là nguyên cả cái chuỗi, tức là tuyệt đối cái chuỗi này luôn, tuyệt đối cái chuỗi. Nó giống như là như này này. À, nếu mà dùng XPath nhé, là nguyên chuỗi thì các bạn sẽ dùng là text bằng. Được không? Tích bằng. Đây. Như này. Đó là tuyệt đối được gọi là link text. Còn trường hợp mà dùng partial link text. Partial link text đi. Thì nó là gì? Nó tương đối. À, nó tương đối nghĩa là gì? Nó dùng content. Đó, nó giống như kỹ thuật của XPath á. Content thì ở đây mình content mình chỉ cần là gì? Không cần phải lấy hết toàn bộ cái chuỗi này, chỉ cần mã giá này nó cũng lấy được. Hoặc là gì, giảm giá nó cũng lấy được, được không? Nó cũng lấy được nhá. À, lát mình sẽ có một cái bài tập demo cho cái trường hợp mà dùng cái kỹ thuật này. Thì LinkText và Partial LinkText cũng khá là ít dùng, à, nên mình sẽ không nói sâu về cái này, được không? Rất là ít dùng nhá. À, tag name thì tag name cũng có thể dùng trong trường hợp mà khi mà các bạn cần lấy ra những cái count ra những cái giá trị, count ra là có bao nhiêu phần tử ở trên trang web, được không? À, ví dụ như là các bạn mà vào một cái page, một cái table, các bạn test chức năng phân trang, được không? Test chức năng phân trang, test chức năng phân trang, à, paging á, thì sao? Thì khi mà mình chọn lựa là 20 item, 30 item, 50 item, 100 item thì cái dữ liệu tất cả các item mà mình phiên à mình chọn lựa là nó phải sâu đúng ra là 20 hoặc 50 hoặc là 100 đúng không? Thì lúc này mình có thể là bắt một cái element và sau đó là các bạn count ra tất cả cái element mà matching ở trên cái table đó. Thì trường hợp này mình dùng tag name. Được không? Mình dùng tag name. À, ví dụ nha, mình có một cái table đi. Table example. Đây, mình có giá trị này. Thì làm sao mà mình có thể filter là 1 2 3 4 5 6 có 6 giá trị ở trong cái table này. Được không? 6 giá trị thôi. Đó, thì đây các bạn có thể hoàn toàn là 1 2 3 4 5 6 7. Thằng này chắc là có thằng header nữa. Đó, thì các bạn lấy ra là thằng gì? Filter ra là thằng từ table đến t body đến tr. Đó, mà ngoại trừ cái thằng header thì sẽ có nhiều cách để bắt, được không? Đây, nếu mà các bạn kết hợp table cộng với lại là gì? Cộng với lại thằng à, để mình nhớ xem có một cái thằng nào nhỉ? Liguru này. Liguru có phần backend này. Đây, như trường hợp này nhá. Đây, thì mình test chức năng phân trang. Các bạn có thể dùng 20, 30, 50, 100, 200, đúng không? Thì khi mà mình chọn lựa thì nó phải list ra được đúng là 30 item. Được không? À, thì hoàn toàn là các bạn có thể đếm những cái row ở trong đây. Đếm những cái row ở trên cái table này xem có đủ là 30 hay không. À, như ví dụ là mình có đếm những cái thằng gì, thằng checkbox chẳng hạn. À, thì gì? Input mà có cái type bằng checkbox. Được không? Thì ở đây là gì? Là mình dùng hàm count thì nó sẽ count ra bằng 30. Thì nó sẽ matching với lại cái giá trị mà mình chọn trên đây. Ở đây chính là trường hợp mà mình dùng tag name. Đó, thì tag name mình chỉ cần là dùng gì? Input thôi. Input. À, và có thể thêm điều kiện vào nữa. Thêm điều kiện vào. Tức là mình filter từ table trước, tag name và table trước. Rồi sau đó là filter đến input sau. Được không?
À, như table này. Table để xem nó ra bao nhiêu nhá. À, như thằng table này là thằng ID này đúng không? Đó, thì lúc này các bạn sẽ filter tiếp đến thằng input nữa. Đấy, như thằng input bên trong này. Được không? À, thì nó sẽ lấy ra được là khoảng là 30 30 item. À, thì đây là cái thực tế nhá. Mà trường hợp thằng name thì dùng cho trường hợp này. Đó. Rồi thằng tiếp theo. À, như các bạn có thể lấy ra là có bao nhiêu cái link ở trên page chẳng hạn, thì mình truyền là thằng name là thẻ A. Được không? Thẻ A mình count ra. Đây, mình count ra là có khoảng bao nhiêu cái đường link ở trên này. Đó, được không? Bao nhiêu đường link này? Thì nó sẽ list ra khoảng 280 đúng không? Đó, này, rất là nhiều. Thế đây là dùng thật name nhá. Trường hợp tiếp theo thì xpath này là quá nhiều cây thì mình có thể demo được không? Quá là nhiều cây. À, như trường hợp mà của thằng này đi. À, bây giờ mình sẽ dùng xpath hết toàn bộ xem sao nhá. Thằng này là mình dùng xpath là dùng gì? Dùng input input ngModel first đúng không? Xpath này. Như trường hợp này mình dùng xpath đi. Thì sao thì cái đống này này. Cái đống này là gì? Là mình dùng là xpath chẳng hạn. Đó, thì thay vì xpath là gì CSS thì mình dùng xiềng và thêm cái a còng vào thì nó sẽ thành xpath. Không, sự khác nhau đấy. Xpath và CSS nếu như mà nó là một cái định nghĩa một cái element ở trên chính cái thằng name, à, chính cái thằng name này thôi. Không liên quan đến thằng name khác mà chỉ thằng name này thôi thì nó có thể phân tách như thế này. Đó, rồi tương tự là second. Second này. Đó. Rồi gì? Rồi send key vào. Thì chỗ này mình sẽ send key nó là bằng 60 nhân với lại 30 đi. 60 cộng 30. Hiện tại chưa xử lý cái chỗ mà drop down nhá. Mình xử lý sau này. Đây, 60 này. Cộng 30 tiếp nhá. Và go button. À, thì chỗ này nếu như mà lấy xpath thì rất là nhiều cây đúng không? Có thể lấy theo ID, lấy theo class, hoặc là lấy theo ng-click, hoặc là lấy theo tag, go. Đều được. Được. Đều được. Xpath thì cực nhiều. Button. Đây là một cây dùng xpath này. Đó, cây này dùng xpath nha. Go button xpath. À, 01 đi. Là mình dùng như này là xpath nha. Mà đổ đây, thằng này là xpath nha. Xpath. Là đây là cây đầu tiên. Cây 02, 03 và 04. Đó, thì chỗ này các bạn có thể dùng là class. Đó, trường hợp thứ ba là có thể dùng thẻ ng-click. Tức là bất kỳ một cái attribute nào có thể định nghĩa thằng này là duy nhất thì đều dùng được. Đó, đều dùng được. Đó. Đây. Hoặc là tag. Dùng theo tag. Button. Tag bằng. Tag bằng như này. Đó, được không? Đều được. Đó. First. Second rồi ví dụ như mình dùng là một đi một chấm click click này rồi click tiếp này click tiếp này thử click bằng 4 thằng nha nha. À, click 4 lần này. 2, 3, 4. Cứ để cho nó lỗi khi mà không truyền dữ liệu nhé. Đó, để xem nó có thể click được không. Đó. Chạy thử phát nha.
Đây. Đó, các bạn thấy nó click 4 lần đúng không? Đó. 1, 2, 3, 4 được chưa? Thì XPath thì cực kỳ nhiều kỹ thuật. Có thể được định nghĩa, có thể định nghĩa được element. Đó. 35 phút. Rồi, tiếp tục nha. À, đây, đến thằng full structure by. Full structure by. Rồi. Xem nào. Web driver by. Đây là bài tập này. Bài tập class name, model, tag name. Mình làm cái bài tập đầu tiên nhé. Là bài tập đầu tiên này. Mình dùng class name, model và tag name luôn nhé. Thì model ở đây ấy, là nếu như mà cái element, cái element này nó có cái giá trị là attribute là ng model thì hoàn toàn các bạn phải dùng model, được không? Full structure model. Đó. Thì như trong cái bài tập này đi. Trong cái bài tập này. Bài tập đầu tiên là dùng class name model và tag name nhá. Đây. Định nghĩa lại từ đầu này. Đây đúng không? À, bây giờ mình dùng class name, model và tag name nhé. Thì chỗ này mình sẽ dùng model này. Dùng model nhé. Đây được gọi là model. Đó, thì model như thế nào? Thì model là chỉ cần truyền vào là first thôi. First và các bạn dùng ở đây là gì? Model. Được không? Đó, đơn giản vậy thôi. Đó, nghĩa là gì? Ở trong này nó có một cái gì? Nó có thằng này là ng model rồi. Thì các bạn chỉ cần truyền cái giá trị của model này vào là xong. Đó. Đây là send key. Đó, còn thằng thằng tiếp theo là thằng gì? Thằng go button thì lấy theo class name. À, class btn này. Class name, được chưa? Class name. Đó. Rồi tag name thì chỗ này. À, cái thẻ này thẻ H2 thì mình không cần là phải lấy theo CSS, mình lấy theo tag name. Thì đây là dùng tag name. Rất dễ. Đó. À, in ra xem giá trị của nó là gì. À, result bằng cộng với lại result value. Console.log. Rồi. Này, chạy phát nhá. Đó, mọi người thấy không? Thì hoàn toàn là có thể dùng được. Đó, hoàn toàn là dùng được. Model dùng class name, dùng tag name. Thì đây là ba cây. Thì cái model này của thằng Projector nhé. Projector 3 chứ không phải là của thằng gì. Không phải là của thằng Webover AI. Các bạn có thể bấm vào đây. Vào đây để xem. Đó, đây. Thì ở đây các bạn thấy nó export ra một cái class là WebDriver by này. Nó có gồm những cái này. Class CSS, ID, GS. Cái này chưa dùng. Name, password link text, tag name và XPath. Được không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chính thống là 8 thằng. Thằng GS này thì chưa dùng. Đó. GS thì các bạn có thể truyền những cái đoạn lệnh JavaScript vào. Vâng. Còn thằng gì? Thằng full structure by này là nó được dùng là gì? Nó có thể kế thừa hết toàn bộ 8 thằng này. Đó, nó dùng được cả 8 thằng này. Và tương tự nó có thể dùng được thêm những cái locator, những cái py mà của nó cung cấp. Đó, đây này. Cung cấp những cái con đường, những cái cách để có thể tìm được element trong thằng Angular application bằng padding model. Đó, ví dụ như là gì? Add locator cái này không dùng. À, padding model. À, model đây mình dùng hai lần này, thấy không? Nó tự nó reference qua. Đó, repeater, insert repeater, lát nữa sẽ demo sau. CSS containing text thì thường này, thằng này thường được dùng cho cái gì? Cho trường hợp xử lý dropdown list. Đó, rồi họ option để xử lý cho thằng gì? Cũng là dropdown list luôn. Đó, còn cái thằng mà thằng thằng repeater này xử lý cho thằng table. Đó, hay xử lý cho table. Được không? Đó. Rồi, this CSS thì thường dùng để cho thằng
element bí ẩn. Đó. Ở đây mình đã học, các bạn đã làm xong cái bài tập đầu tiên. Đó. Thì nội dung của bài hôm nay thì các bạn làm xong mấy cái bài này. Được không? Đây, dùng thằng đầu tiên là model, thằng thứ hai model. Rồi button class name verify bằng thằng name là dùng thằng name. Bằng 13 bằng thằng name, được không? Đó. Thì bài tập bài kế tiếp các bạn sẽ làm tiếp bài 2 3 4. Option select containing text ID reviewer và thằng ý mấy thằng này. Đó, để biết được là những cái locator của nó dùng như thế nào, expat select và deep select này. Đó. Đây.